Trang bị hỗ trợ bình chữa cháy xách tay cho hộ dân nghèo, hộ khó khăn là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và khả năng phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng. Ghi nhận sau đây tại thành phố Biên Hòa. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, thời gian qua các phường xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa như Hố Nai, Tam Hiệp, An Bình, Tân Mai, Bình Đa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy, đồng thời vận động mua sắm hơn 1.000 bình chữa cháy tặng cho hộ nghèo, người lao động khó khăn tại các khu nhà trọ. Địa phương tặng cho cái bình phòng cháy chữa cháy đó, thì phần nó hướng dẫn cho cái người hộ nghèo, thì cái đó mình tình muốn thí dụ mà có chuyện gì xảy ra thì mình cũng biết cách xử lý thôi. Thì hiện nay thì trên địa bàn phường mình cũng đã tuyên truyền vận động cũng trên 65% các hộ gia đình trên địa bàn phường đã được trang bị một bình phòng cháy chữa cháy. Trong đó thì có một số hộ gia đình khó khăn cũng như các hộ nhà trọ khó khăn thì phường cũng đã vận động và trao hơn 200 bình phòng cháy chữa cháy cho các cái hộ nghèo, hộ khó khăn cũng như các cái hộ nhà trọ. Và cơ bản là hiện nay là mỗi hộ gia đình đều có một cái thành viên là đã nắm được những cái thao tác cơ bản nhất về sử dụng bình phòng cháy chữa cháy và xử lý những cái đám cháy nhỏ. Việc hỗ trợ bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ khó khăn không chỉ đơn thuần là trang thiết bị phòng cháy chữa cháy mà còn mang ý nghĩa đảm bảo an toàn cho cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay trong công tác phòng chống cháy nổ ở cơ sở. Với mục tiêu phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy. Các phường An Bình, Tam Hiệp, Hố Nai, Bình Đa còn phối hợp thành lập 40 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng ở các khu dân cư với gần 400 người dân tham gia. Trong cái địa bàn phường Bình Đa thì khoảng hơn 40% các cái hộ cư dân sống ở trong các cái ngõ hẻm nhỏ chật, và nếu mà báo cáo là theo nhưng mà xảy ra sự cố thì các cái phương tiện xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ không thể nào tiếp cận được để xử lý được những cái tình huống như vậy. Thì báo cáo là vừa rồi đã cũng có đăng ký là thành lập được 5 điểm tổ liên gia chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Thì hiện tại bây giờ là cái vấn đề về cái 4 cái tại chỗ của vấn đề công tác phòng cháy cháy là rất là bức thiết, và cái mô hình của tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và điểm chữa cháy công cộng là thật sự rất cần thiết. Với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân, thành phố Biên Hòa đã và đang đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhất là những tháng cuối năm như hiện nay, theo đúng tinh thần chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.